Ayo, xin chào với tất cả các bạn, mình là Thân Kha và mình đã quay trở lại. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp tục từ game World Robot. Ok, vô nào. À, mình cũng sẽ nhân tiện mình nói luôn là mình cũng sẽ stream Liên Minh ở trên Vigo. Các bạn nào muốn coi mình stream thì các bạn cứ việc tải Vigo về mình stream trên đó. Ok, update xong xe tăng. Một con robot xong. Bây giờ đánh. Thì mình đã update, thì trước đó là mình đã update rồi. Các bạn có xem clip chưa? Mình thấy mình update. Nên bây giờ nó update tiếp thôi. Nên mình sẽ chọn một con nào đó đẹp đẹp trai một tí như con này đi. Map này biết mình chơi đâu hay chưa? Ok, mình sẽ chơi cái map này thử coi nó như thế nào. Yeah. Nhanh rồi. Nhanh rồi, xong một trụ rồi.
Rồi bố hàng ngày. Khi mình hốt thì bậy bạ thì cũng thắng.
Nên là mình kiếm được 3 triệu. Thua nữa sao? Phải thắng chứ. Đó, vô. Giấc này đầu tiên. Em chỉ muốn thua lấy ngày đầu tiên đi.
Bếp. Nghe mày hát rồi. Mày coi mình hát chim vậy. Thank you.
Pin. Còn gì nữa chưa Pin? Giờ các bạn phải chọn mua súng nào mạnh, rồi các bạn phải biết đi địa hình nào, các bạn phải chọn con nào để các bạn đi kiếm chuột nhanh rồi bắn tốt hơn. Cái này mình không biết, mình phải chọn đại mình không, mình không chơi quen nên cái thứ là nó thì mình đi ngủ hết. Mình súng là kỳ thôi, súng là kìa hơi xíu bắn là Wow. Chị gì chị nghe? Bốn trụ rồi, cho mình nghe rồi. Thank you.
Lực của ta quá mạnh. Yay, lên B10 luôn. Wow, mở được cái súng này. Ok, mình sẽ mua cái súng này. Mình sẽ tăng trang cho một con. Tăng trang cho con này đi. Ok, mình sẽ mua cái súng này, tăng trang cho con này. Thay đổi súng. Store. Rồi, chúng ta vào đây. Ai hả? 500 mấy. 580 đẹp, những cái 500 ha. Kia không có, có tiện. Ok các bạn. Cái này nó là cái hoa, nó đang cái hoa nữa rồi. Rồi, cũng chết đó nha. Cuộc này chết rồi. Chết lời. Cái này cũng được. Đây thôi. À vâng, chúng ta sẽ kết thúc tập này tại đây và cảm ơn các bạn đã xem mình bắn. Tuy là bằng mắt không có giỏi hay gà thế nhưng mà cũng tạm được và chúng ta có một cái shield. Shield là gì đây? Đây là... Oh, cái clan hả? Oh, clan riêng của mình hả? Cũng được, cô đang riêng của mình cũng được. Ok, chúng ta kết thúc này tại đây. Ok, ok, bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của chúng ta. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình. Mình là Thân KR. Bye và tạm biệt.